xin chào các bạn và mọi người. Biết gì không, hiện tại thì mình đang ở Hòn Chồng, Nha Trang. Và phải nói rằng là mình thay đổi view để quay video một chút. Năm nay thì có rất nhiều sản phẩm công nghệ đột phá. Và không thể không nhắc đến một em điện thoại mà mình rất là thích, đó chính là Galaxy Z Flip 4 5G. Thực ra thì mình thấy đây không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh nhá, có thể dễ dàng tùy biến một cách linh hoạt, mà em này còn là một món phụ kiện thời trang cực kỳ là độc đáo và bắt mắt. Cũng có thể tùy biến linh hoạt với những món phụ kiện. Và Galaxy Z Flip 4 thì chúng ta cũng thường quen với việc là sẽ có những cái sự kết hợp với những nhà thiết kế rất là nổi tiếng. Đây là trong bộ sưu tập Flex Mode Collection của Galaxy Z Flip 4 kết hợp với cả nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Đặc biệt là các bạn có thể tham khảo mô tả chi tiết phía dưới nhé. Nhưng mà bây giờ hãy cùng mở hộp với mình thôi. Ok, đây sẽ là hộp quà mà các bạn sẽ nhận được khi mà đặt trước Galaxy Z Flip 4 từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng 9 nha mọi người. Chúng ta hãy cùng xem với sự kết hợp giữa Galaxy Z Flip 4 và nhà thiết kế Lâm Gia Khang thì sẽ có cái gì nhá. Ui, hộp quà này nhìn xịn cực mọi người ơi, trời ơi. Đây nhá, có một cái lớp nhìn màu đã thấy sang rồi á, giả da sần sần. Ok, mở này, ta-da. Wow, đây chính là nhân vật chính, một em Galaxy Z Flip 4 trong cái bộ mà các bạn sẽ đặt trước. À, ở đây, phía trên này thì mình thấy hình như là đang có thư mời ta. Trời ơi, view bóc phong cảnh hữu tình quá, ở ngoài biển luôn. Đây, mình sẽ rút cái Flex Mode Collection ở đây ra. Đó, mọi người sẽ có thể nhìn thấy. Trong này vẫn còn nha. Wow, ảnh xinh luôn. Và trong này vẫn còn một cái nữa. Wow, xinh không mọi người? Một tấm thiệp kiểu phông chữ viết tay. Sending you a gift from Samsung. Wow. Không, đây là chữ viết tay đấy. Xinh quá luôn. Special collection nha mọi người. Nhìn cái này là mình đã thấy hấp dẫn rồi đấy. Đây chắc là một trong những chiếc túi sách mà thiết kế dành cho Galaxy Z Flip 4 của nhà thiết kế Lâm Gia Khang. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái gì ta? Đây, ui, bộ lookbook luôn mọi người ạ, nhìn xịn lắm luôn. Thực ra mình nghĩ là cái này có một cái công dụng nữa là các bạn sẽ dùng để decor được. Tạp chí mà decor cho các bạn làm hay dùng chụp ảnh ấy. Ui, hào hức quá, không biết là cái phụ kiện ở dưới trông nó sẽ như thế nào nhỉ? Em ơi mọi người ơi, siêu đỉnh luôn, nhìn này. Đẹp chưa? Ui, ok, bây giờ mình sẽ mở hộp phía dưới nhá. Phụ kiện ở phía dưới này các bạn ơi, trời ơi. Ui, nhìn giống như màu vỏ hộp không các bạn? Ôi xinh xỉu luôn. Ở đây thì các bạn sẽ có là một chiếc túi đựng điện thoại này, Galaxy Z Flip 4. Ui, xinh chưa? Đúng trong. Ui, có cả quai đeo này ra nha. Mà màu này rất là dễ phối luôn ấy. Xem đây có gì ta. Ui, bọc xinh lắm. À, đây là cái thắt lưng mọi người ạ. Cái belt để chúng ta có thể đeo cạp giữ điện thoại cũng như là mình đã thấy ảnh rồi, mình biết cách sử dụng, tí nữa mình xử phối. Ôi cái cây điện thoại này mình thích này. Trông xinh lắm. Lấy lên. Ôi, màu xinh không mọi người ơi, háo hức đeo thử quá. Eo ơi màu xinh cực này. Nhìn á, ở dưới ánh nắng ấy nó sẽ hơi nhũ nhũ một chút ấy, cảm giác sờ rất là mịn. Rồi, mình sẽ có một cái gì đây? Cái này thì sẽ có thể là đựng cả điện thoại luôn, vừa nãy mình cũng đã thấy trên quyển tạp chí rồi. Rất là chi tiết, hướng dẫn cả cách đeo nha. Còn ở đây thì sẽ là, à cái này hình như còn đựng cả thẻ á, đúng không? Còn ở đây thì sẽ là, ui đựng tai nghe, Galaxy Buds 2 Pro được nè. Xinh lắm, tất cả đều có cái đĩa này để có thể là mắc vào cái đeo vừa rồi, để đeo vào trong quần, ở trên váy chẳng hạn. Có cả cái móc để đeo quai sách nữa. Các bạn ơi, mình đã lên đồ xong rồi này. Và thực sự là cái bộ Flex Mode Collection này cực kỳ tiện luôn. Có một cái thắt lưng dây da như thế này, các bạn có thể dễ dàng móc cái cây đeo tai nghe này. Cũng như là có hai cái chiếc quai. Thực ra thì mọi người có thể dùng để đựng card holder, hoặc là mình có thể là lồng điện thoại vào như thế này, nhìn xinh cực. Mà đặc biệt nhá, mình thấy cái màu sắc mà nhà thiết kế Lâm Gia Khang chọn rất là khéo. Chúng ta sẽ có là vân da đen như thế này. Đó, hoặc là một cái màu be như thế này, be sáng và rất là dễ phối đồ luôn. Không chỉ là phù hợp với mọi cái phiên bản màu sắc của Galaxy Z Flip 4, mà thậm chí là những cái bộ trang phục mà các bạn mặc cũng như là nhiều style, mình có thể dễ dàng mix đồ hàng ngày này và đeo cực kỳ tiện luôn. Bây giờ thì mình sẽ cùng thử một vài shot hình ở đây nhá. Ui, xinh nhỉ.
Và các bạn thấy phiên bản Galaxy Z Flip 4 Flex Mode Collection như thế nào? Đây là một sự kết hợp giữa Galaxy Z Flip 4 với cả nhà thiết kế Lâm Gia Khang nổi tiếng. Thực ra thì mình thấy cái bộ Flex Mode Collection này nó đem đến một cái sự nói chung là sang trọng và rất là dễ phối đồ cũng như là thời trang luôn. Nó giống như một cái biểu tượng thời trang mà chính chiếc điện thoại Galaxy Z Flip 4 đang hướng đến á. Và nếu như bạn nào mà mê Galaxy Z Flip 4 cũng như là muốn hướng đến một cái sự fashionable các kiểu vân vân trong những thời trang hơn, trendy hơn thì có thể đặt trước ngay bộ Galaxy Z Flip 4 Flex Mode Collection từ bây giờ cho đến ngày 30 tháng 9 sẽ nhận được cực kỳ nhiều ưu đãi, và đặc biệt đó chính là cái hộp quà mà Pajo vừa mới mở ấy, là bộ Flex Mode Collection trị giá là 8 triệu. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có phiếu mua hàng trị giá 2 triệu này, rồi là trả góp 0% và còn có cả tặng kèm theo Samsung Care Plus trị giá là 4 triệu cũng như nhiều ưu đãi khác. Link Pajo sẽ để mô tả chi tiết phía dưới. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chơi đây. Trời ơi, tha hồ mà lên đầu.